Hello everyone, welcome back to my channel Start Skill Nico. Các bạn cùng mình khám phá tập ngày đầu tiên nha. Let's go. Zero confirmo. Ok, tiếp tục là Need for Speed Most Wanted.
Fresh Edge. Và đây là một trong những tựa game đua xe khá là hay và hot trong những năm vừa qua. Chọn có một kia đi khá là nha, tốc độ khá cao. Tiếp tục là Sierra Racing 2. Let's go.
Ok, tiếp tục nào. A first night. Và tựa game này thì vào hơi chậm một chút, nhưng đây là một trong những tựa game đua xe khá đẹp. Oh my gosh, có vẻ như tựa game này không chơi rồi. Và mình sẽ thay vào đó là một tựa game khác nào. Ok. Chiếc xe này là 273. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. A Fight Team. Thank you.
review rushing. Let's go. OK, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game cuối cùng, Rush Rally 3. Five men.
Ok, mình xin phép dừng clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.